hạt nêm Chinsu ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Hên quá em có con gấu, chứ không là mệt mỏi rồi. Ủa anh cầm túi makeup đi đâu vậy anh? Makeup gì mà được. Sao bớt mắt có xa dạo hả? Sẽ được mang quá trời đồ vậy. Ủa? Em... Ủa alo? Alo. Mỗi bao nhiêu năm về nước. Ôi. Đẹp quá. Ủa? Hôm nay anh phẫu thuật ca nào vậy? Tôi không biết mọi người chỉ là bác sĩ mổ ca mổ ruột thừa của Kiều Minh Tuấn. Chắc hay sức khỏe của anh Tuấn như thế nào sau ca mổ tôi vừa hoàn thành xong. Vết thương bị chương lên nhẹ. Trong chuyến đi lần này, để các bạn hòa mình vào thiên nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị concept cho hợp với chỗ ngủ của các bạn. Và đây là những vật dụng để các bạn có thể lo cho chỗ ngủ của mình. Tuy nhiên, đội thắng sẽ được chọn vật dụng cho đội thua. Đúng rồi, để nhà Phương chọn đi ạ. Không lẽ để chồng mình khổ cực. Chẳng lẽ nào Phương lại để cho bạn Phương khổ cực nhỉ? Đừng nghĩ gì về anh, cả một đời anh lấy em đã khổ cực rồi. Trời ơi, như có hai sai lầm. Lần thứ nhất là thôi, bị ung thư. Đừng đào sâu, cái đó đừng đào sâu, hôn sự người ta. À bên kia, bên kia. Mình tham khảo được không ạ? Mày. Trời ơi, quăng vậy ơi. Trời ơi. Đây là tất cả những gì màu xanh giờ mấy người đã đối xử với tôi. Mở ra. Anh Lâm hả? Anh làm bên bệnh viện mà đưa cho chiếu đó. Cô sợ lắm, trời ơi sợ ghê lắm. Áo màu xanh rồi phẫu thuật không thành công thôi rồi. Bất công hát cái câu gì, hát câu gì xin biết việt cuồng. Cũng may là tôi có cái phiếu ngủ sướng nha. Tụi miễn đứt dây chằng một lần ngủ sướng. Bây giờ mình chơi game này, bây giờ là đồng đội của em sẽ ngủ khổ. Dạ. Anh có một cái ngủ sướng. Dạ. Thì em sẽ tụi mình ngủ chung với lại những người bên đội của anh. Ủa đội anh thì đâu có ai đâu, có anh Phương với lại. Thì em sẽ vô đội anh, em ngủ sướng trong cái liều bánh bao đó. Cảm ơn anh Huyền nhé. Thì chứ để con gái đứa ngủ ngoài chiếu kỳ lắm. Thôi giải quyết lẹ. Rồi. Rồi bây giờ không lẽ có cái chiếu không được lấy gì ngủ. Thì vợ anh cho nhiêu anh lấy nhiêu đi. Nè đây có gì với chồng đâu mà đâu có là xài đúng không? Được cái này sao? Cái này là gì? Hay xài sao ta? Chống nhiệt. Ôi đã quá ha. À đừng lòi phèo. Anh Tuấn ơi. Ngồi đây đã quá. À trời ơi. Hay vậy? Vậy mà em ngửi râm như đây chứ hả? Ủa ngựa không anh? Bị ngựa không? À vậy hả? Vô phòng em chơi. Anh ơi sao giống vô gia cư vậy? Anh ơi sao giống vô gia cư vậy? Cái gì? Ê em nè, bữa nay em rất là nhiều thứ nè. Sao vậy? Đi tàu thì muốn làm hà bá. Rồi vô bệnh viện thì muốn phẫu thuật. Rồi hả cái gì? Lên núi thì muốn là hả rớt xuống núi. Rồi bây giờ vô gia cư thì chui vô đây. Rồi xe tải không thấy làm cái ào. Xe tải đâu trong này? Thì đó, ví dụ vậy. Anh vậy rồi. Ôi có cái cửa đó nè. Ô trời ơi.
Bà nơi hay đến thăm nhà của tôi. Cái này mình không cần chùm lên miếng nữa đâu hả? Chùm chi nóng lắm, để vậy đi. Nè mọi người, cho bên tim bên này nè, có xài được thì xài. À, không xài tụi em xài. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đâu mưa đâu, tự nhiên đưa áo mưa chị, cho tụi em. Chị cũng đầu thua á, chị đặt gì đi cho á. Em quên, lộn tâm lý. Chị nghèo, chị hay làm phước quá. Mọi người, toilet của em nha, mọi người có vô nha. Có toilet luôn hả? Toilet riêng. Ủa, có cái hầm cách ra anh. Có, vô đi bà. Ủa, đường nào? Đi toilet cực vậy. Rồi xong. Sao cứ đứng nhìn rồi sao ra đi. Ủa rồi nướng nó thoát được nào. À lấy điện cho mày nha. Cho em xin điện được không ạ? Để kê cái đầu. Ôi ok. Cũng mã lắm, hồi nãy kêu cái này kê xuống đi đó. Em phải nằm với mền. Em nằm ngoài mé cho, em nằm ngoài mé cho. Tội nghiệp chồng tôi ghê chứ kìa. Tối nay có bệnh hoạn gì kêu tôi bác sĩ nha. Xin chào cả nhà, ngủ ngon. Giúp cả nhà ngủ ngon. Ôi trời ơi, mệt quá. Hạt nêm chiên su ngọt thanh mới, gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Đi qua anh Tuấn ơi. Anh đang hướng về đây mà em nghe bên đây nghe luôn. Em điên quá. Em đúng không vậy? Hôm qua em ngủ em cảm giác như có trộm á. Em cứ tầm nửa tiếng là em quay lên nhìn camera. Cái em che mặt, cái xong rồi nửa tiếng sau em quay lên, em kéo xuống, em nhìn camera. Em cảm giác là cứ có người nào đó quan sát mình á. Cái mấy cậu mà sạc pin nữa. Cái cậu sạc pin, cái cậu CCTV thương lắm. Có, tôi có nghe Trường Giang chửi trong bóng đêm. Nghe rồi, lục đục gì vậy? Con nhỏ hả? Có, nhỏ đang sạc pin. Điện lắm hả? Giật điện. Điện sao như điện sao? Ủa sao cái gì cũng làm chơi vậy? Tôi cũng đưa vô đó nữa. Chửi. Nghe rồi. Anh chịu tiết tấu lên coi. Anh chịu đi quên rồi. Nghe rồi, cho ta ngủ lục đục hoài. Có gì lục đục.
Anh bị đau bụng, anh bị đau bụng, đừng chạm anh. Ê, em bớt bừng mấy cái đồ bệnh nhân mình đi ơi, lại như Lâm. Đó. Để khích lệ tinh thần vì các bạn đã dậy đúng giờ, sáng hôm nay các bạn sẽ tiếp tục các hoạt động khám phá Ninh Bình. Điểm đến đầu tiên của các bạn sẽ là Cố đô Hoa Lư.